For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Trương Ngọc Ánh lên tiếng vụ công ty giải trí Liên Quốc gia bị kiện 6,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Trương Ngọc Ánh cho biết đã chuyển nhượng cổ phần trong công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia, không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này khoảng 3 năm nay. Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý vụ kiện liên quan đến yêu cầu hoàn trả 6,6 tỷ đồng được đưa ra bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Univer Media Việt Nam đối với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia, viết tắt là công ty Liên Quốc gia. Liên quan đến dự án phim điện ảnh Không Thể Thiếu Nhau, khi Univer Media Việt Nam đã tạm ứng số tiền này cho công ty Liên Quốc gia. Trong quá trình thực hiện dự án, diễn viên Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ giám đốc tại công ty Liên Quốc gia, ký hợp đồng dịch vụ sản xuất phim. Univer Media Việt Nam đã tạm ứng 6,6 tỷ đồng cho công ty Liên Quốc gia vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 với dự kiến tổng giá trị của hợp đồng là 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lý do riêng tư, hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng mà không triển khai thực hiện phim và không có bất kỳ hình phạt bổ sung nào. Công ty Liên Quốc gia đã đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng cho Univer Media Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị hối thúc, công ty Liên Quốc gia vẫn chưa hoàn trả. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Univer Media Việt Nam đã đề xuất giảm số tiền phải hoàn trả xuống còn 3,3 tỷ đồng, kèm theo điều kiện phải hoàn tất nghĩa vụ theo đúng lịch trình. Thỏa thuận yêu cầu công ty Liên Quốc gia phải hoàn trả 1,1 tỷ đồng mỗi tháng trong 3 tháng liên tục từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Thỏa thuận cũng nêu rõ nếu công ty Liên Quốc gia không thanh toán đúng tiến độ, số tiền giảm tạm ứng sẽ không còn giá trị và họ sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã tạm ứng là 6,6 tỷ đồng cùng toàn bộ tiền lãi chậm theo quy định. Với đề xuất trên, công ty Liên Quốc gia vẫn đồng ý với phương án giảm số tiền phải trả nhưng không cam kết thời hạn thanh toán. Vì vậy, Univer Media Việt Nam đã đưa vụ án lên Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức. Luật sư Nguyễn Đăng Tư, người đại diện cho Univer Media Việt Nam, nhấn mạnh sẽ xem xét rút đơn kiện nếu công ty Liên Quốc gia hoàn trả đủ tiền. Luật sư cho biết sau khi nộp đơn kiện đã không liên hệ được công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia. Công ty này cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Bảo Ngọc cũng không liên lạc được. Vào sáng ngày 30 tháng 1, diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết đã chuyển nhượng cổ phần trong công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia. Cô không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này trong vòng 3 năm nay. Cô khẳng định không còn trách nhiệm với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia và đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cổ phần còn lại cho bà Ngô Hoàng Anh Thơ. Tôi kết thúc tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia rồi mới thành lập công ty TNA Entertainment. Hiện tôi không còn liên quan gì đến công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia, Trương Ngọc Ánh khẳng định với truyền thông. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 7 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia gồm 3 thành viên góp vốn là Nguyễn Bảo Ngọc 40%, Ngô Hoàng Anh Thơ 30% và Trương Ngọc Ánh 30%. Hiện ông Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận chức vụ giám đốc. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.